Ba, đây ba. Thứ bảy này ba tới trực con nha ba. Thứ bảy hả? Gì vậy con? Nè, con lại đứng bét nữa hả? Không phải. Hay là con lại đánh bạn nữa? Không phải luôn. Trường con có tổ chức một hội thể thao ba và bé. Hội thể thao ba và bé là cái gì? Ba có nghĩa là học sinh sẽ cùng tham gia với ba của nó. Chủ yếu là vui thôi à. Ba, khi mà ba tới á, ba nhớ mua thật nhiều pizza lên nha. Sao đi học còn đồ đánh pizza nữa? Không phải, pizza. À, pizza. Con nói ba tưởng pizza. Ừ, ba biết rồi. Ba nghĩ sao đem pizza lên trường? Thì thứ bảy ba tới, yên tâm đi ha. Ok, yeah. Thứ bảy là con phải đi Thái Lan rồi đó. Con có nhớ không? Ha, thứ bảy con phải đi Thái Lan công tác rồi. Chút xíu về con quên nè. Bao nhiêu chuyện con không chịu quên. Mà quên đúng cái chuyện quan trọng. Ăn có quên không con? Rồi toilet có quên không con? Ba này đang ăn mà toilet. Không chịu đâu vậy, ai cứ đi với con không? Con muốn tự đứa mẹ tính. Trời ơi chết rồi, thứ bảy tuần này mẹ lại trực ở trường nữa. Không biết nè. Thôi không nữa. Mẹ kêu cậu Sĩ đi với con được chưa? Cậu đi hả? Ê được. Nhỏ này. Em làm bài tập xong hết chưa? Có. Bộ trưởng có hội thao hả? Sao em không nói cho chị biết? Hội thi ba và bé. Mà không có ba thì cũng phải đành chịu thôi. Nhưng mà còn có chị mà. Với lại có giải thưởng nữa nè. Kỳ này á, chị sẽ ăn cho thiệt nhiều để thiệt là khỏe. Nhất định chị sẽ mang về giải thưởng cho Tâm Anh nha. Bộ chị tính đi thiệt hả? Thiệt chứ. Không có ba thì chị đi thôi. Chị em mình cùng cố gắng để mang về giải thưởng ha. Nhưng sao chị không nhờ chú Julian đi đi? Giờ chú Julian đi dạy rồi nên không có rảnh đâu. Mình không nên phiền chú. Mà sao vậy? Em không tin chị đúng không? Đâu. Ý em đâu phải vậy đâu. Nè, chị từng nói là xem thường chị sẽ bị gì? Tất nhiên là sẽ bị cụ lét Phương Tâm rồi. Dạ vâng ạ. Chết nè. Nói chị chưa? Anh bị điên hả? Tự nhiên cái quỷ chứ công tác chị cuộc thi đó làm sao mà được. Em nói không là không rồi đó nha. Anh có muốn bị ba la không hả? Đâu phải nhất thiết là ba đâu. Bây giờ để anh Sĩ đi cũng được mà. Thôi đó, em nói thôi là thôi nha. Ủa, chị Hoa, nãy giờ là chị có chuyện gì hả? Trường học của con chị đó, cuối tuần này có tổ chức cái hội thao ba và bé gì đó. Mà chồng chị thì lại đi công tác mất rồi. Hình như bé Tâm Anh là cùng lớp với con chị đó đúng không? Ủa? Julian. Cái con bé này, vậy nó làm sao đây Tâm Anh? Cà phê của con nè. Dạ, em cảm ơn cô. Cô à, vậy cà phê của em đâu? Xin lỗi nha, lúc nãy không thấy cô ở đây. Gì vậy? Tôi có làm gì xấu đâu. Nếu thích, cô lấy ly của tôi nè. Nếu vậy thì em không khách sáo đâu. Cảm ơn cô nha. Cà phê ngon quá. Dạ, dạ có đi uống cà phê. Thôi khỏi đi. Chị Hoa ơi, cái ngày hội thao ba và bé là ngày nào vậy chị? Cuối tuần. Cuối tuần. Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Gì vậy làm chi? Thứ bảy này mày đi cùng ai vậy? Thứ bảy này hả? Mình đi cùng chị mình. Đi cùng chị mày hả? Đã kém sang rồi, còn thích khác người nữa. Mà biết đâu chị em mày á thấy xấu hổ quá, chạy nhanh lên cũng không chừng. Nè, nhưng mà dù sao mình đi với chị mình cũng thấy vui hơn mà. Không chịu đâu.
khóc nữa. Còn có thằng sĩ nữa, bận là phải báo trước với người ta chứ. Dạ, tại vì con bận đột xuất mà bà. Không sao đâu, em bận thì cứ việc đi đi. Thôi mà. Làm chi nè, cậu xin lỗi con nha. Lần sau á, cậu hứa sẽ cậu sẽ đi với con. Hứa được nhiều, đất hứa cũng được nhiều. Cậu xin lỗi con nha. Nè, có nghe mẹ nói không? Đến gì không hả? Vậy ai sẽ đi với con? Đến nè. Ông đã hứa là đi với con rồi mà còn khóc cái gì nữa? Ông già đi với con nha. Trời ơi trời, trời ơi, ông ngoại hết đi quách rồi còn đi đâu cái gì nữa? Trời ơi. Tâm ơi, tâm ơi. Hôm nay chú lên trường chú ý con nha. Thì dạ chú, dạ được. Không cần đâu chú, con đi với Tâm Anh cũng được mà. Thôi chú cũng thích thể thao mà, con đừng có ngại Tâm ý nha. Dạ thôi mà. Chị ơi, chú cho em đi được mà chị. Mấy chú Tấu Hải. Ủa Julian đi đâu đây? Dạ hôm nay con lên trường chú ý Tâm Anh nè. Ủa vậy hả? Dạ. Ba cũng đường làm chi lên trường nè. Dạ nhưng mình cùng đi nha chú. Ok. Dạ vậy con xin phép vô trong nha. Tâm Anh với Lâm Chi đi chơi vui nha. Dạ em chào chị. Bye con. Thôi mình đi nha Tâm Anh. Dạ chú ơi làm tàu bay đi chú. Bye hả? Dạ. Thôi sẵn sàng chưa? Dạ. Đu xuất phát nha. Bye. Đi nào. Đi. Ông ơi ông. Hả? Con cũng muốn được bay giống vậy luôn. Bây giờ hết xu quách rồi con. Bây giờ mà ông đưa con bay là con đo đường đó. Thôi đi lẹ lên đi. Nè. Chán quá. Cái đẹp quá à. Thương á ha. Ừ đẹp quá. À, mấy cái này của mình tất cả đều là của mình. Ê nè, chú Julian của mình chơi thể thao giỏi lắm á nha. Đâu? Chú đó kìa. Đâu ông coi cái gì đây? Ôi lối quá, bể lắm mỏi à. Mọi người ơi, xin mọi người hãy tập trung lại đây. Nghe chứ. Và để cho bắt đầu, chúng ta sẽ chia thành hai đội. Đội xanh sẽ đứng bên này và đội trắng sẽ đứng bên đối diện. Và để bắt đầu trò chơi, các bạn đã chuẩn bị chưa ạ? Trò chơi đầu tiên là thi ăn bánh nhanh. Mỗi đội một thành viên sẽ thay phiên nhau lần lượt ăn những chiếc bánh được cột trên sợi dây kia. Mọi người hãy nhớ là không được dùng tay nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trò chơi chạy tiếp sức. Mỗi cặp phụ huynh sẽ cầm theo một cây gỗ, chạy hai vòng sân, sau đó về truyền cho đội mình. Các bạn đã nắm rõ chưa ạ? Hiểu. Ông ơi, ông phải cố gắng nhanh nhau, hết sức mình luôn. Yên chí, lần này ông sẽ chiến thắng. Dạ. Yeah. Yeah. Và cuộc thi bắt đầu. Look!
thưởng là sao? Như vậy là chết con rồi. Vậy là con không có được phần thưởng nào á. Biết ông xin lỗi. Mà ông hứa lần sau ông sẽ chiến thắng. Nếu cái thằng nó ăn trúng cái gì mà nó khỏe dữ vậy. Tấn. Lại có tấn quà. Yeah. Nhưng mong sao lần này nhất định ông ngoại con sẽ chiến thắng. Thôi ông làm cái gì mà có cửa với người ta. Đừng khi dễ ông. Nhất định ông sẽ muốn đem cái món quà lớn nhất về cho con. Julian, không phải. Con biết là bác rất thích con đúng không? Nhưng bác lần này đi con. Không được bác, mình chơi mình phải chơi trung thực mà. Trung thực không? Khoan. Julian, từ sáng giờ bác đã cố gắng hết sức rồi. Bác không được để một món quà gì vậy con có làm chi? Nhường bác đi con. Không, đây là trò chơi, không có nhường đâu bác. Biết mà. Khoan mà, Lan năn nỉ. Coi như bác năn nỉ con đó. Con đừng có cố chấp nữa. Nhường ông già đi con. Con nhìn đi, nhìn đi. Con tâm ăn kìa nó quá nhiều à. Con có làm chi? Có cái gì đâu con. Con như năn nỉ nha. Đừng cố chấp nữa con. Thôi được rồi bác. Ủa, cái gì bác đâu hay? Chờ bác chút xíu. Chờ bác đi con. Thiết